Hello, kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiện Tiếng Đạt của em. Chúc quý khán giả có một buổi sáng xem kênh vui vẻ. Như thường lệ, buổi sáng hôm nay em tiếp tục phản biện, lên án cái anh tiến sĩ luật sư Đặt Bom, Hoàng Duy Hùng. Tối qua thì Hoàng Duy Hùng lên một cái đoạn video dài hơn 13 phút và vẫn tiếp tục với cái luận điệu rất là công cụ, xúc phạm, thách thức vào phía gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng. Đặc biệt hơn là Hoàng Duy Hùng gọi những cái YouTuber ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng đó là cái đám này đám nọ, và cho rằng người ta rất là sàm lơ, không đủ cái kiến thức để tranh luận với Hoàng Duy Hùng. Kính thưa tất cả quý khán giả, gần đây dư luận và cộng đồng mạng truyền tay nhau, và cũng có một vài cái kênh YouTuber lên tiếng về cái mối quan hệ của chú Lê Văn Tọ, Diễn Đàn 2016 và Hoàng Duy Hùng. Em cũng xin nói thật với quý khán giả luôn, trong cái câu chuyện drama này, em rất là nể, rất là kính trọng chú Lê Văn Tò. Vì sao đi nữa, chú ấy là một người có trí thức và một người lớn, ăn nói chuyện rất là chỉnh chu, đúng theo cái trình tự của pháp luật, không có xúc phạm đả kích bất cứ một ai, và phân tích về câu chuyện của chị Hằng khen chê rất là rõ ràng. Em xem cái diễn đàn đó, từ cái lời ăn tiếng nói của chú Lê Văn Tò nhận định về Hoàng Duy Hùng đó, thực chất là nó không sai cái chỗ nào. Đặc biệt là cái đúng của Hoàng Duy Hùng đó, khi nói về bà Nguyễn Phương Hằng và những cái mà chị Hằng còn thiếu sót hay là nó dư thừa trong mỗi cái buổi live stream. Và em cũng thầm cảm ơn chú ấy vì có những cái nhận định, những cái lời cảnh báo rất là kịp thời trước cái talk show ngày 20 tháng 10. Quý khán giả biết cái chủ đề thông cảm và vô cảm là cái chủ đề đó thực chất rất là nhạy cảm. Nếu nói ra quỵt tẹ cao quá thì cần một cái sự thông cảm, mà những cái sai phạm mà nói lên không xử lý thì đó là cái vô cảm. Cho nên đó là một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Và em cũng cảm ơn chú Tò vì đã góp ý cho chị Hằng. Em nói thật luôn, mỗi khi mà chị Hằng chuẩn bị lên livestream á, em rất là lo lắng luôn, rất là gầu luôn quý khán giả. Hồi lúc trước thì em lo ít, lúc trước mà lúc chị Hằng chuẩn bị đi du lịch đó, em lo ít. Nhưng mà bây giờ em lo rất là nhiều, do chị ấy cũng có cái tỷ giá rồi, và hơn nữa là sợ nhiều khi chị mắc cái kiểm soát. Mình sợ thì mình sợ vậy thôi, chứ cái tầm cỡ chị Hằng mà cỡ như em đâu có tiêu chuẩn. Nhưng mà chú Lê Văn Tò góp ý thì rất là sâu sắc, cho nên em rất là kính trọng chú ấy. Và em nghe kỹ trong đó, chú Tò nhận định cái đúng cái sai của Hoàng Duy Hùng. Và quý khán giả biết là Hoàng Duy Hùng gọi bà Nguyễn Phương Hằng là đồ giật chồng nè, rồi là đồ là lương lẹo nè, lưu manh nè. Tại sao lại gọi bà Hằng là giật chồng? Chồng bà Hằng lại có hôn thú đàng hoàng mà. Chồng bà Hằng đâu phải là cái món đồ giặt gì đâu, đâu phải tiền bạc hay là điện thoại đó mà giật chồng. Mà lực pháp này đâu phải giật là giật. Từ khi bây giờ người ta ly dị ra, đường ai nấy đi, thì mạnh ai nấy có thể kết hôn với người khác, được chính phủ nhà nước công nhận đàng hoàng, có hôn thú, có con chung, có tài sản chung, thì tại sao lại gọi người ta là giật chồng? Và chú Tò cực kỳ lên án cái hành động của Hoàng Duy Hùng khi đem những cái bài báo cũ, cái việc đời tư ra để xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Tôi cũng đâu có đồng tình về vấn đề đó. Tại sao chị Hằng có những cái nó hơi thiếu sót, nếu có cái sai chú Tò dám nhận định, dám khen chê, nhưng mà Hoàng Duy Hùng lại đem những cái bài báo cũ ra? Hoàng Duy Hùng cho rằng lấy cái chiếc xe của mình là cái uy tín danh dự của mình ra để cản trở bà Nguyễn Phương Hằng, để sợ bà Hằng vi phạm. Tại sao giữa bạn bè với nhau chơi chung, biết nhau, đồng thời là hai người có kiến thức, chú Tò thì chủ tịch hội nhà báo tỉnh Lâm Đồng, còn Hoàng Duy Hùng là tiến sĩ luật sư Đặt Bom ở bên Mỹ, nhưng mà tại sao Hoàng Duy Hùng góp ý mà góp ý cái kiểu kỳ vậy? Đi xúc phạm người ta, lấy cái tiêu cực của mình để đi đáp trả lại cái tiêu cực của người khác. Ông Sĩ cũng từng làm điều đó rồi, nhưng mà bây giờ ông Sĩ ở đâu thì chắc hẳn ai cũng biết rồi, không cần nhắc lại. Rồi sau đó Hoàng Duy Hùng á, chắc có thể là bị như là suy nghĩ chú Lê Văn Tò xúc phạm mình hay là này kia cái đó, chê trách mình này kia đó. Cho nên như Hoàng Duy Hùng một mặt là không có nói, bề ngoài là không nói, nhưng mà phía sau thì Hoàng Duy Hùng dùng cái trò rất là bẩn thỉu để cho bạn bè mình đi xúc phạm chú Lê Văn Tò, thì đó là cái hành động rất đáng lên án của Hoàng Duy Hùng.
Tối qua thì em xem thêm một cái diễn đàn của chú Lê Văn Tò nữa, và chú ấy có sợ một số các kênh YouTuber nhắc lại công kích vào cái việc đời tư, vào cái quá khứ của Hoàng Duy Hùng là có thể vi phạm vào cái nghị quyết 36 và 45 của chính phủ về hòa hợp dân tộc. Ở đây tôi khi mà tôi nói là tôi biết, tôi có thể tôi không tham khảo đó, tại vì Hoàng Duy Hùng về Việt Nam tôi đâu phản ánh đâu. Tôi cũng xin trả lời thẳng với chú Tò luôn, tôi đâu có phản ánh Hoàng Duy Hùng về Việt Nam đâu. Tôi đâu có kêu chính phủ nhà nước Việt Nam đuổi Hoàng Duy Hùng về bản đâu. Tôi đâu có kêu. Và quý khán giả biết chứ là Đan Nguyên nè, Tiến Dũng nè, nhiều cái nhân vật khác về Việt Nam, kể cả bà Thanh Tiền nữa nè. Đó, nhiều người chế độ Việt Nam Cộng Hòa về Việt Nam, tôi đâu có kêu chính phủ nhà nước tẩy chay đâu, tôi đâu có kêu cấm đâu. Thì cho thấy tôi rất đồng tình với cái nghị quyết 36 của chính phủ là hòa hợp dân tộc. Nhưng không phải Hoàng Duy Hùng về Việt Nam này rồi Hoàng Duy Hùng muốn làm cha, làm ông nội gì là làm. Nói chuyện xem trời bằng vung, có thể là vô tư xúc phạm bất cứ một ai, có thể đem bài báo đời tư cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng Nga để nói, và có thể xúc phạm luôn các kênh YouTuber cho tàn rằng là người ta là người không có kiến thức. Vậy Hoàng Duy Hùng là ông nội hay gì mà YouTuber không dám phản biện Hoàng Duy Hùng? Đâu phải là Trần Văn Cha hay là Nguyễn Văn ông nội. Bây giờ nó về Việt Nam rồi thì nó vẫn làm cười công dân Việt Nam bình thường thôi, chứ nó đâu là cái gì đâu. Mà tôi đâu có kêu người dân Việt Nam là đuổi Hoàng Duy Hùng đi hay là chính phủ nhà nước đuổi nó đi đâu. Mà tôi vi phạm vào cái nghị quyết 36 của chính phủ trong vấn đề hòa hợp dân tộc, tôi đâu có cản đâu. Bất cứ nhân vật nào về có thể về vô tư thoải mái. Nhưng mà cái cách Hoàng Duy Hùng nói chuyện đó là thua đứa con nít ở Việt Nam đó. Tôi nói thẳng luôn, Hoàng Duy Hùng 13 tuổi là đã theo gia đình qua bển rồi, học được bao nhiêu văn hóa, bao nhiêu kiến thức ở đất nước Việt Nam này. Và trong khi là Hoàng Duy Hùng hết đường sống rồi mới về đây, kể cả bao nhiêu truyền thông báo chí người ta đăng, mà bao nhiêu trang mạng xã hội người ta nói ở bển ăn chia với nhau không đồng, mâu thuẫn với nhau, hết đường sống rồi mới trở về Việt Nam. Và ở đây tôi đâu kêu chính phủ nhà nước Việt Nam đuổi Hoàng Duy Hùng đi đâu. Hoàng Duy Hùng nói là tại sao YouTuber đó là có bằng chứng, nó cấu kết với Việt Tân, cấu kết với phản động, sao YouTuber không đi trình báo với cơ quan chức năng? Vậy Hoàng Duy Hùng biết bà Hằng vi phạm pháp luật sao Hoàng Duy Hùng không đi trình báo cơ quan chức năng? Biết bà Hằng đưa cái bà kia vô là vu khống, đưa bà kia vô làm dê tế thằng, vậy sao Hoàng Duy Hùng không đi trình báo cơ quan chức năng đi, mà để cho bà Hằng bá lên bá tố giác, mà Hoàng Duy Hùng ra làm chiếc xe ngắn đường, đúng không? Tôi nói đâu đó là tôi nói có bằng chứng đàng hoàng. Hoàng Duy Hùng nói bà Hằng tự đưa người phụ nữ đó ra để sắp xếp gài bẫy cho người phụ nữ đó lên, là vu khống cho người phụ nữ đó là Việt Tân. Vậy Hoàng Duy Hùng có bằng chứng không hả? Cái quan trọng là bằng chứng đó. Tôi đã nói với chú Tò ngày hôm qua rồi, bữa trước rồi, tôi nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ông bà ta nói cái câu là không có sai, chơi với bạn, lựa bạn mà chơi, thấy không? Bây giờ Hoàng Duy Hùng không công kích chú Lê Văn Tò, nhưng mà để cho cái thằng thầy giáo hổ, thằng kênh YouTube người Bạc Liêu đó, là ra công kích chú Tò, chửi bới xúc phạm chú Tò. Vậy đây có phải là một cái thằng bản thiểu không? Để chơi đâm sau lưng không? Đây tôi mời quý khán giả nghe một cái đoạn nè. Tôi có thể quý khán giả đã xem cái đoạn video của chú Lê Văn Tò đúng không? Bây giờ tôi mời quý khán giả nghe cái đoạn này là chừng 10 giây thôi, chừng 15 giây thôi. Xin cảm ơn anh Hoàng Duy Hùng đã cho tôi hiểu thêm một chút về anh và những người bạn của anh. Đó. Giúp cho tôi nhận diện ra thêm một cái thủ đoạn, đó là một xoa nhưng mà nhiều đồng. Anh xoa tôi bằng anh đồng tôi. Xin cảm ơn các bạn YouTube đã có những cái chia sẻ hết sức cái chân tình. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành. Đó, quý khán giả thấy chưa, Hoàng Duy Hùng đó là một mặt là so chú Lê Văn Tò, nhưng mà một mặt đó là Hoàng Duy Hùng để cho bạn bè của mình lên xúc phạm chú Lê Văn Tò. Vậy đây là cái hành động có chấp nhận được không? Bây giờ tôi hỏi quý khán giả, đây cái hành động của Hoàng Duy Hùng có chấp nhận được không? Tôi đã nói rồi, lựa bạn mà chơi, thấy không? Chơi với bạn, lựa bạn mà chơi. Kể cả chú Tò nhắn tin cho nó đem cái tin nhắn đó lên trên mạng để nó trả lời, bế luôn cái tin nhắn đó luôn. Thay vì bây giờ chú Tò lên video hỏi Hoàng Duy Hùng đi, Hoàng Duy Hùng có thể lên video trả lời lại chú Tò. Cái đó là cái vấn đề mà giữa một cái cuộc đối chất, cộng đồng mạng làm chứng. Còn tin nhắn giữa chú Tò nhắn qua lại với Hoàng Duy Hùng, đây là tin nhắn cá nhân. Tại sao, cái lý do tại sao Hoàng Duy Hùng lại bế luôn cái tin nhắn đó lên trên mạng?
À, vậy có phải Hoàng Duy Hùng đang chơi sau lưng không? Đang đâm sau lưng chú Thọ không? Đấy, một cái thằng xấu để chơi với thằng xấu thì chắc chắn là ta nghi ngờ là đúng rồi, chắc chắn rồi. Rồi bây giờ tôi mời quý khán giả cùng nghe cái đoạn video của Hoàng Duy Hùng nha, xem Hoàng Duy Hùng nói cái gì nha. Đoạn video này nói chung Hoàng Duy Hùng dứt mắt kiểm soát rồi. Kính thưa tất cả quý khán giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2024. Thưa quý khán giả, từ hôm qua tới giờ, rất nhiều tin nhắn gửi cho tôi nói rằng rất nhiều YouTubers ở bên Mỹ tập trung đánh tôi, đánh Hoàng Duy Hùng, đe tôi vì liên quan đến việc phát ngôn về vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng, và nói đây là cơ hội mà những kẻ thù phụ của tôi từ Đảng Việt Tân, Nguyễn Quốc Trinh, Đào Minh Quân, Đại Việt, các cụ chị và những anh nói ngày hôm qua nay có nhiều người nhắn tin cho ảnh là YouTuber ở nước ngoài đồng loạt tấn công sau khi ảnh có cái video xúc phạm và nói về cái phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là cái cách mà anh bịa chuyện nha, anh bịa chuyện để anh lôi kéo bà Hằng vô cho có cái chủ đề để nói. Cái đó là cái anh bịa chuyện chứ không ai nhắn tin chứ á, không ai nhắn tin chứ á. Đừng có xạo Hoàng Duy Hùng, bớt xạo chút xíu đi, bớt môi mép chút xíu đi Hoàng Duy Hùng. Nói chuyện đừng có bịa chuyện quá, nói thì lên dịnh theo cái lời nói của người ta là phản biện, biết không? Những người cá nhân mà tôi đã lục tập lưu manh xảo đá của họ, họ thù tôi từ mấy chục năm nay rồi. Đó, cái đám mà Việt Đăng đổ nước ra nước ngoài đó, cái đám mà đảng mà như đảng cắt cầu trì rồi này kia cái nọ đó, đảng Việt Đăng rồi đó, là Hoàng Duy Hùng đã đấu với cái đảng đó cũng lâu rồi. Đó, còn bây giờ Hoàng Duy Hùng gọi cái đảng đó là lưu manh xảo trá, còn Hoàng Duy Hùng gọi bà Nguyễn Phương Hằng là lương lẹo lưu manh luôn. Vậy là Hoàng Duy Hùng đang quy chụp bà Hằng là phản động rồi, đúng không? Vậy là Hoàng Duy Hùng đang quy chụp rồi, Hoàng Duy Hùng đang là gắn ghép bà Hằng vô là cái từ đó rồi, phải không? Cái đó bậy lắm rồi đó nha Hoàng Duy Hùng. Bây giờ có dịp để cùng tổng tấn công cùng với những người mà khi tôi quay về với tổng cùng như Trang Khang, Bình Phương, Nguyễn Tuấn Anh chửi bới tụng bà tôi thì chị này sang theo cùng dây mặt thằng này nó làm như nó là một cái nhân vật gì đó tối thượng lắm. Mày tưởng đâu mà mày cả ông Donald Trump hả, ông Biden hả, ông Putin hả, mày đâu phải là cái nhân vật gì đó nó quá quan trọng đâu Hùng. Mày đâu có là cái gì đâu, mày là cũng là một người công dân bình thường thôi. Mày về Việt Nam mày sống rồi thì mày cũng phải là người công dân Việt Nam bình thường hả. Mày đừng có thành thánh quá. Mày tưởng đâu mày là ông gì bà gì hả, hả? Mày tưởng đâu là một ông gì đó mày tối thượng lắm hả, quan trọng với người dân lắm hả? Hả, mày tưởng đâu là mày một cái vị trí nào đó nó cao cấp như lắm sao? Mày nhìn lại cái bản thân mày, mày là cái gì đó, mày là cái gì, cái quan trọng là cái đó đó. Mày biết mày đang đứng ở cái vị trí nào à, chứ không phải là mày là một cái nhân vật nào đó tối thượng đâu. Mày đừng có thằng thánh quá lên quá, biết không? Rồi thêm những người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng, rồi luôn cả nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng từng tuyên bố rồi kỳ này, nhân viên bà Hằng làm gì mày hả? Nó nói nhân viên bà Hằng với YouTuber, những người ủng hộ bà Hằng nó đánh đó, vô lý không? Nhân viên bà Hằng nó hiền lắm Hùng ơi, mày đừng có vu khống cho nhân viên bà Hằng. Nhân viên bà Hằng không có đứa nào tham gia mạng xã hội chứ, chỉ có thằng tới nó đi live stream trên TikTok chơi thôi à. Chứ nhân viên bà Hằng nó hiền lắm, đứa nào cũng vậy chứ. Nhân viên bà Hằng là nhân viên của Đại Nam là không tham gia câu chuyện thị phi, không có tham gia. Mà mày dám nói là lúc nào mày cũng nói nhân viên bà Hằng hết chứ, mà mày không đưa được nhân viên bà Hằng là tên gì, là người nào, mày vu khống, mày quy chụp người ta không à? Mày là cái thằng chuyên môn vu khống đã luôn, nghe lại nè. À, những người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng, rồi luôn cả nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng. À, nhân viên của bà Hằng là nhân viên bà Hằng tên gì? Đứa nào? Mày đưa ra mày chỉ được đứa nào là nhân viên của bà Hằng mà xúc phạm mày đó. Mày đưa ra, tao là người xin lỗi mày, tao xóa kênh YouTube trước nè. Mày đưa ra thử đi. Nhân viên của mày là đứa nào? Nhân viên bà Hằng đứa nào chửi mày đâu? Tên gì? Giống cái thằng xạo, cái thằng bịa chuyện. Bởi vì người ta chửi mày là phải rồi. Ở chú Tò tại sao mà dân có kiến thức mà đi qua lại nói chuyện với cái thằng dốt, với cái thằng này em biết cũng không hiểu luôn. Bà Nguyễn Phương Hằng từng tuyên bố rồi kỳ này mà đánh ai là không có đánh trực tiếp, đánh gián tiếp. Gián tiếp là đưa đơn tố cáo đó, trong danh sách tố cáo là có mày đó, bà Hằng mà tố cáo mày đó. Tao khẳng định cho mày luôn, bà Hằng mà tố cáo mày đó, chắc chắn là bà Hằng sẽ tố cáo mày đó, chắc chắn gì luôn. Mày chửi người ta quá chửi mà, mày chửi người ta dùng đồ lưu manh lương lẹo, mày đàn ông mày đâu có quyền đó, mày đâu có quyền. Mày chửi mày gọi thẳng tên thẳng họ người ta, mày đâu có quyền đó.
Mày đâu phải là một người ông nào bà nào đâu mà mày có quyền mày vô tư mày chửi người ta như vậy. Mày đâu phải là chằng văn ông nội đâu. Nghe mà nói chết là đúng rồi, tiêu rồi. Còn gì nữa? Ê, mày sáng mày làm cái clip sư Minh Tệ buông bỏ tất cả. Tại sao mày đi chửi bà Hằng? Hả? Người ta hỏi bà Hằng nói chuyện phát cô vậy đó. Thầy có gì không? Ông Minh Tệ không đẹp trả lời luôn. Ông đâu bao giờ ông trách ai đâu. Mà cái đám nhân danh ủng hộ bảo vệ ông Minh Tệ lại chung chéo chửi bới khắp nơi chứ. Trong đó có mày đó. Nghe không? Mày tạo nghiệp không à? Tụi bay lợi dụng tên tuổi hình ảnh của ổng để tụi bay đi xúc phạm bà Hằng. Chứ thật chắc ông Minh Tệ ông không có yêu cầu tụi bay, không có kêu tụi bay để bảo vệ, hiểu chưa? Ông Minh Tệ ông tu thôi chứ ông làm gì đâu bảo vệ. Đâu phải công ty doanh nghiệp đâu, đâu phải là mở ra quỹ mổ tim mô nào ông thủy cứu người đâu. Thì cần bảo vệ, tại vì tụi bay đang đánh phá, tụi bay đang xuyên tạc. Còn ông Minh Tệ ông đang tu mà, ông tu theo lời giảng của Đức Phật. Bây giờ tụi bay đâu có làm gì đi chăng nữa, cũng không ảnh hưởng đến việc tu tập nữa. Có tụi bay kéo theo gây mất an ninh trật tự đó, thì ảnh hưởng đó. Đi tiểu cũng không được cái tụi bay nữa. Mày nói cái đó là mày xạo rồi đó. Kẻ thù cũ với kẻ thù mới đang phối hợp với nhau chặt chẽ lắm. Tao không có nhu cầu phối hợp với bố con nào chứ. Tao nói chuyện mình tao nói mấy năm nay không có thằng nào con nào chỉ dẫn tao được chứ. Nói cho mày biết luôn á, tao thấy chuyện bất bình ngoài xã hội tao lên tao nói vậy. Ngoài ra không có bố con nào mà chỉ dẫn tao được chứ. Không có nào có tiêu chuẩn. Nó thẳng luôn á, không có sai khiến, không nào sai khiến, không cấu kết gì nào chứ. Không có nhu cầu. Nói khán giả ta bàn luận ta góp ý rồi này kia cái nọ này, dư nói nữa, dư luôn à, khán giả ta góp ý là kịp tới đạt ơi em không nên nói cái đó nha, cái đó nguy hiểm nha em đó. Rồi đứa đó nó nói cái gì, đứa kia nói gì, khán giả ta nói thôi đầy lỗ tai rồi. Cần gì để cấu kết vậy, để cấu kết với việc tăng làm gì? Mày khùng quá à. Tự nhiên YouTube bây giờ đi cấu kết à, ở đằng trước đám thù trước với đám bây giờ cấu kết nhau các chặt chẽ. Mày xạo quá Hùng ơi, mày bớt xạo đi cho cái đầu mày bớt xẹo biết không. Mày xạo quá, bây giờ mày nấp trong nhà tối ngày luôn á. Cái đó là do tụi mày ăn chia nhau không đồng, tụi mày cắn với nhau, không phải là cái chuyện trong nước này, thấy không? Mày đừng có khoe khoang, mày không có là cái gì đâu. Mày không phải là một người lập công, lập gì, chạm gì cho đất nước hết trơn á. Mày đừng có khoe khoang quá. Mày không phải là một cái dân gì chặt gì đó tối thượng, quan trọng, mà người dân Việt Nam phải kính nể mày, phải tôn trọng mày, phải thờ mày lên, biết không? Bởi vậy mày đừng có khoe khoang. Ừ, thấy không? Thấy không? Thấy không? Mày là cái thằng đang ngậm máu phun người đó. Đó, cái thằng nói chuyện vậy nè, mà tôi không biết sao chú Tò diễn đàn 2016 đó lại đi nói chuyện qua lại với nó, tôi không hiểu nổi. Đó, nó nói là cái đám kia là đưa YouTube cho những người, đưa tin cho những người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Tao ủng hộ bà Hằng nè, đâu có thằng nào đưa tin cho tao đâu. Tao cũng đâu có chơi Việt Tăng đâu mà đưa tin cho tao. Tụi mày có lại tao, tao chưa nói chuyện với tụi mày nữa. Gặp tụi này mày ngoài đường thì chứ có lụm găng tụi mày thôi, chứ mấy cái thằng Việt Tăng là tao đâu có chơi. Việt Tăng là cái thằng phản động mà, mấy cái thằng chống phá đất nước đi chơi nó làm gì. Giặc là tao không có chơi mày. Đời tao là tao không có chơi với giặc. Mà mày nói đưa tin cho những người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng, mày nói bậy quá. Mày nghiết mày không biết nói gì, mày bịa chuyện không à. Ăn rồi bịa chuyện không à. À, những người mà trong cuộc đồng của tôi có sợ không? Tôi là thiên nhân, tôi nói cậu hỏi nó là gì? Trong tượng hình. Mày thiên chúa giáo mà mày đi ra đây mày đánh đạo Phật, mày xuyên tạc đạo Phật chứ vậy? Mày thiên chúa giáo thì ông Minh Tệ á là mày đâu có biết. Về đạo Phật mày đâu biết đâu. Nói thẳng luôn, mày thiên chúa giáo về đạo Phật mày đâu có biết. Mà mày đi xuyên tạc đạo tạc đạo Phật, mày xúc phạm chùa chiền, mày chửi bới khắp nơi chứ. Thấy không? Mày thiên chúa giáo mà mày đi nói chuyện đạo Phật, có nghĩa là mày đang ăn cơm nhà mày mà mày nói chuyện nhà người ta đó. Sao mày biết? Hả? Mày học trường này mày nói trường khác ai nghe? Thấy không? Đó, hôm nay lội mặt ra đó đúng chưa? Lội mặt ra đó. Mình ở bên đạo thiên chúa giáo, mình qua mình nói xấu tạc đạo Phật. Thấy vô lý không?
Đó, nó lòi cái mặt nó ra rồi đó. Làm gì không? Mày làm gì vậy? Mày bị mắc đằng dưới gì vậy? Hả? Mày đang nói chuyện mày bị mắc đằng dưới gì vậy? Hồi đó có tắm có rớt quần rớt áo gì dưới sông không mày? Hà bá mà da đi ngang nó vớt á. Có bị mắc đằng dưới không? Mày có bị mắc đằng dưới không mà? Ủa mày đang nói cái gì vậy Hùng? Hả? Mày đang giảng kinh giảng đạo hay vậy? Nói chuyện tiếng Việt đi Hùng ơi. Ở đây là Việt Nam, nói tiếng Việt đi bê. Người Việt Nam không mà, cho nó dễ nghe. Bớt xạo đi, không mấy mình bớt ra dẻ chút được không? Ở đây Việt Nam, người dân Việt Nam không mà. Mấy cô chú bác lớn lớn tuổi nhiều khi ta đâu có đọc tiếng Anh được đâu, ta đâu có nghe tiếng Anh được đâu. Cho nên bớt xạo đi nha. Bớt xạo, bớt chém gió đi nha. Mày làm đúng đó, mày chửi người ta giật chồng rồi này kia đó, lương lẹo lưu manh rồi đó, mày cái đó là mày đúng đó, mày đó mày đúng. Mày đọc báo đời tư của bà Hằng để mày xúc phạm bà, mà người ta đọc báo về đời tư của mày á, ha, về quá khứ của mày á, thì mày lại nói người ta bịa chuyện đi xúc phạm mày, đi công kích mày. Mày là đúng là cái thằng mày làm như cái dạng như là đi chơi mà đánh người ta rồi chạy về mẹ ơi nó đánh con đó, y gan luôn, Hùng này y gan. Mày chưa biết cái câu chuyện đó là sao nữa, mà mày một miệng cũng nói, hai miệng cũng nói là bà Hằng đưa người phụ nữ đó là ra làm dê tế thần. Mày sai quá sai rồi ha, cái sai mày phải nói là lên đến đỉnh điểm luôn rồi đó. Không biết chuyện gì mà dám nói người phụ nữ đó ra làm dê tế thần. Không nhận mày hay thiệt, cái miệng mày hay thiệt chứ. Chuyện gì mày cũng biết, làm như cái cọng dây nhục đó, mày làm như bị đứt hay sao vậy? Tôi với con mắt đấu tranh mấy chục năm trời, tôi nhìn ra tôi nói đó là xạo, cho nên tôi... Ê, mày con mắt đấu tranh với cái gì? Hả? Con mắt mày đấu tranh mấy chục năm trời là con mắt mày đang đấu tranh cái gì? Hả? Con mắt mày đấu tranh cái gì vậy? Hả? Con nó với con mắt nó đấu tranh mấy chục năm trời, nó nhìn ra là nó biết là xạo, là lưu manh, là lương lẹo. Con mắt mày đấu tranh với cái gì? Đối với tôi là mang ra là con xe để thật. Tôi với con mắt đấu tranh mấy chục năm trời, tôi nhìn ra tôi nói đó là xạo, cho nên tôi nổi nóng lên. Tôi biết đó là... Như vậy đó, mà YouTuber nói thì chú Tò nói cẩn thận coi chừng sai phạm, vi phạm với nghị quyết 36 ha, rồi nghị quyết 45, nghị quyết 36, 45 của chính phủ. Nó nói cái miệng nó đấu tranh hơn 40 năm trời. Đấu tranh cái gì? Chống phá đất nước. Chứ đừng có nói đấu tranh, nói đấu tranh nó không có đúng. Mày nói đấu tranh là nó không đúng, chống phá đất nước mới đúng. Tao sửa lại cái lời nói của mày nha. Hai người phụ nữ đó, dâu đang mang cái hình dáng là giúp đỡ, nhưng đó là hai bà. Hai người phụ nữ nghèo khổ, đã khổ còn khổ hơn, đã có những cái sự khổ cực và có thể đưa đến tâm thần thì càng tâm thần hơn. Nên tôi mới nói cách làm đó là lương lẹo và lưu manh. Và tôi cũng khẳng định luôn, nếu là ở trong một đảng phái tổ chức, cách làm việc của các đảng phái và tổ chức, tôi từng là một đảng trưởng nhé, thì tôi nói đảng trưởng, nếu là các bạn của tôi ra án tử hình. Ghê không? Ghê không? À, chưa kết luận gì chân á, mà nó biết bà Hằng đó là gài đưa một người phụ nữ đó ra làm dê tế thần đó, nó là đảng trưởng đó. À, đảng trưởng mày du đảng á, du đảng lưu manh côn đồ chứ mày đâu có là cái gì đó. Mày về đất nước Việt Nam mà bây giờ mày nổ cái miệng mày, mày nói á là mày hoạt động trong đảng phái 40 năm, mày khoe khoang. Tao tưởng đâu 40 năm mày làm gì có công với đất nước, và hồi 40 năm mày chống phá đất nước. Mà mày về đất nước Việt Nam mày còn phe nữa, tao chống đất nước Việt Nam 40 năm, mày còn phe nữa.
Tao tưởng đâu cái công lao công trạng mày nó lớn vậy lắm. Nhưng mà mày nhìn lại cái bản thân mày, mày là cái gì? Mày là cái gì? Cái đó mới quan trọng. Tôi là gì mày? Thì những người mà trong này thân thiện với bà Nguyễn Thị Hằng nói ôi ông Hoàng Duy Hùng là lãnh tụ cách mạng trắng, là người viết cuốn cách mạng trắng rồi thuyết cách mạng trắng là gì, thấy không? Tôi biết tôi đã có rất rõ nguyên do và sách đó, thì tôi sau này khi quay về tôi đã nói tôi vứt vào thùng rác rồi. Ai cũng lượm ba thì cứ việc lượm, đâu có sao đối với tôi. Tôi có phải là thủ lĩnh của cách mạng trắng hay không hồi xưa? Có, tôi đâu có chối đâu. Tôi từng nói tôi là đảng trưởng của một đảng cơ mà. Vậy đó mà người ta nói mày phản động á, cái mày lên mày chửi người ta. Mày nói người ta bịa chuyện. Mày nói những người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng có bịa chuyện về mày, vu khống mày, đặt điều đặt chuyện về mày. Mà chính cái miệng mày tự nhận mà người ta nói lại thì mày cãi. Đúng không? Bây giờ nó thừa nhận luôn, viết sách luôn, cách mạng trắng luôn, đảng trưởng luôn. Nó phản động luôn, nó thừa nhận. Mà mình nói tới thì nói là vu khống bịa đặt. Mày tưởng ai giống mày hả? Mày tưởng ai cũng lương lẹo, xảo trá, luôn manh giống mày hả Hùng? Hả? Mày chưa có biết cái gì về bà Hằng hết trơn. Tao nói thẳng luôn á, mày ngoài ra là mày là cái thằng xạo. Mày muốn tiếp cận gia đình ra mày tiếp cận không được. Rồi mày ngang quay ngang, mày quay xe mày chửi người ta. Đó, mày thấy đó, bà Hằng đó là bà ca ngợi ông Tò lên diễn đàn 2016 đó. Cảm ơn ông Tò, ca ngợi ông Tò. Mà tại sao bà Hằng không nói mày? Bà cũng may cho bà Hằng đó, bà Hằng đâu nói mày được. Bà Hằng nói mày là người ta chú ý bà Hằng liền. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ai chơi với mày cũng nên thận trọng đó. Nên tôi không ngại chuyện đó. Vậy thì tôi xét lương tâm của tôi nói những gì tôi có vu khống bà Nguyễn Phương Hằng vì bất lợi cá nhân hay không? Tôi thấy tôi không có một cái mưu cầu cá nhân mà mức. Không có mưu cầu cá nhân mà không có vu khống luôn. Mày đâu có vu khống. Mày nói bà Hằng đưa người phụ nữ ra làm dê tới thằng, mày lấy cái gì mày chứng minh? Bây giờ mày chứng minh cho tao đi. Lời nói của bà đó hôm bữa bà nói cái gì với bà Hằng? Mày chưa nghe được cái lời nói của bà đó mà mày dám chửi bà Hằng là lưu manh lương lẹo, là bà Hằng đặt chuyện đưa bà đó ra làm dây tới thằng, trong khi mày chưa nghe được lời nói của bà đó. Từ khi bà đó với mày là đồng bọn, tao nói thẳng luôn, từ khi bà đó với mày là đồng bọn nhau, mày mới biết cái lời nói bà đó nói cái gì. Bà Hằng Tháp Tử Cao là đồng bọn với mày luôn, tao nghi ngờ đó. Mày thì khẳng định nhưng mà tao chưa khẳng định, tao nghi ngờ, tụi bay là một phe đó. Tao còn nghi ngờ Tháp Tử Cao chở bà đó từ Hậu Giang lên đó, cho tiếp cận bà Hằng nữa. Mà tao còn đang nghi ngờ bà đó là có gắn ghi âm, mít ghi âm trong mình luôn. Nghi ngờ luôn. Cái này là nghi nha. Có quyền nghi, nhà tôi mắc đồ tôi có quyền nghi. Đó, còn nghi gắn mít ghi âm vô nè. Bây giờ tao lại hỏi bà Hằng á. Bà kéo fan của bà đi ra thăm ông Minh Tệ đi. Fan của bà với fan của ông Minh Tệ cùng nhau xuống đường lật đổ chính quyền. Bà Hằng bà dép ok một cái thì nó lấy ra cái đoạn ghi âm đó, nó tung ra lên trên mạng, cái là bà Hằng toan liền. Bà Hằng toan liền. Bà Hằng mới về mà cái tư tưởng của bà là tư tưởng phản động, người ta rủ bà phản động lật đổ chính quyền, bà dép liền, bà đồng ý liền, là bà toan, đúng không? Cho nên bà Hằng rất là tỉnh táo, không có qua được đâu. Tụi bay ít rồi đã giếng, thời điểm này 50-60 tuổi còn ngồi trên YouTube nói chuyện thì cái đầu tụi bay sao qua cái đầu tỷ đô của người ta hả? Cái đầu tụi bay hơn bà Hằng thì bây giờ tụi bay đã nhìn trước được những cái chiều hướng rồi, tụi bay làm ăn có tiền rồi, chứ tụi bay đâu có hơn người ta được đâu. Nó ngồi trên YouTube đi ăn tiền YouTube không sao mà hơn người ta. Mà mưu cầu của tôi là muốn ngăn chặn bà Nguyễn Phương Hằng không có biết trượt miệng. Trời, mày ngăn chặn bằng cách mày đem đời tư của người ta ra mày nhục mạ, đúng không? Mày là cái thằng ngăn chặn ngu nhất trên đời, không có ai ngăn chặn mà ngu nhất trên đời giống mày chứ. Đó, ông Tò đó, ông lên ngăn chặn mày đó, ông lên ông khuyên mày đó. Mày bay ra mày chạy mày kêu á bạn bè của mày công kích chửi ông luôn đó, tại vì mày đâu có ngăn chặn gì được. Phải ông Tò ông lên ông ngăn chặn mày mà ông đem mấy cái bài báo cũ ra ông đọc chưa tao nè là ngon nè, thấy không? Là ngon. Ngăn chặn mày là phải ngăn chặn vậy đó, đem mấy bài báo cũ đọc ra cho tao biết gì đó là tao đang ngăn chặn mày đó. Mày đang ngăn chặn bà Hằng thì tao đang ngăn chặn mày. Còn ông Tò ông lên ông khuyên mày, mày cho bạn bè mày chửi ông, đúng không? Còn tao là mày đâu dám lên chửi tao đâu, tại vì tao đang ngăn chặn mày mà. Tao đem cái chiếc xe danh dự tao ra tao chặn mày đó. Tao sợ mày xuống dốc mày đi luôn á, chứ này mày dính ở đây luôn á. Nhưng tôi không có làm nổi đi. Tư duy tâm tình của bà Nguyễn Phương Hằng khác luôn. Mong là khác, nhưng mà biết tôi. Thế tôi cảm thấy rằng tôi làm bổn phận của tôi. Tức là bổn phận của tôi thì cả những người hải ngoại cộng với những người mới gì đó mà quanh tôi thì tôi cũng sẽ buông bỏ chắc, muốn làm gì đó, thả hồn. Còn những người ở trong nước này á, mà nói rằng là hoang dung như thế là làm nguy hại đến đất nước, thì tôi cũng đã nói rồi, hãy báo cáo.
giỏi, chẳng lẽ Hoàng Như Hùng về đây từ rất nhiều năm, từ năm 2013 với tính cách là nghị viên của thành phố Houston, còn nếu quay về với tổ quốc thực sự thì từ năm 2020 ở Việt Nam này, từ năm 2022 đến nay, chẳng lẽ công an Việt Nam khờ chả chả biết gì hết, chỉ có mấy YouTuber để giỏi lắm siêu lắm để chạy vô trong công an Việt Nam này. Mày thử mày làm cái gì thử ra, mày chưa có làm gì đó, rồi mày thử mày làm cái chuyện gì thử đi, rồi mày sẽ biết. Mày nói công an Việt Nam giỏi đúng không? Đúng không? Thì mày để cho công an điều tra cái vụ bà đó đi, xem bà Hằng mới có bịa chuyện hay không. Bà Hằng bịa chuyện vu khống một câu chuyện nhạy cảm như vậy thì bà Hằng mới dính luôn. Chưa gì chân mày bay ra mày nói bà Hằng đưa người phụ nữ đó ra làm dây tể thằng. Mày bậy quá bậy, mày quá bậy Hùng ơi, thiệt luôn. Tao lẽ tao sống tao dạy mày, bà tao chết tao dạy mày đấy hả? Mày bậy quá. Bây giờ mày nói bà Hằng nó là vu khống phải không? Mày đi kiếm người phụ nữ đó đi, hoặc là mày đi trình báo cho công an đi. Mày lên trên mạng mày làm tào lao không à, mày la làng la lửa lên mày nói chuyện khơi không à. Lạ nhỉ, sao không làm một báo cáo như vậy này? Ông Hoàng Như Hùng có những mưu đồ này, ông cấu kết ai, bằng chứng như thế nào? Hãy làm bổn phận một công dân Việt Nam đi. Vậy mày làm bổn phận người công dân Việt Nam đi, đi trình báo với cơ quan chức năng đi là bà Hằng đã đưa người phụ nữ đó ra làm dây tế thằng. Vậy mày đi trình đi, mày đã về quê hương tổ quốc này rồi, đã đầu cho đầu quân rồi, đầu hàng rồi đúng không, về theo hòa hợp dân tộc rồi, là người công dân Việt Nam chân chính rồi. Vậy bà Hằng đi tố giác tội phạm, mày quyền gì mày công kích bà Hằng? Mày quyền gì mày kêu người ta thực hiện quyền công dân? Bà Hằng thực hiện quyền công dân đó, tố giác đó, bà Hằng tố đến cơ quan chức năng luôn rồi, giao nộp chứng cứ luôn rồi, tố trên mạng luôn rồi nha. Mày đừng có nghĩ là đơn giản, mày đừng có nghĩ cái đầu bà Hằng mà thua mày, hiểu chưa? Cái đầu bà Hằng không thua mày được đâu. Mày đi lên vu khống cho ta thôi chứ bà Hằng không vu khống ai đâu nha mày. Chứ cứ ngồi đó rồi là hù đủ thứ hết. Thì tôi cười, mẹ tôi từng dạy tôi thà để cho họ ghét đừng để cho họ khinh. Với cách làm đó thì xin lỗi tôi khinh, nhắc nữa tôi khinh. Mày khinh người ta chắc ta xem trọng mày. Xã hội này ai cũng xem trọng mày trơn á Hùng ơi. Mày là một nhân tài đó, mày là cái người là nhân tài đó, đất nước ai cũng thương mày chân á, ai cũng trọng mày chân á. Mày nghĩ gì, chắc trong đầu mày nghĩ gì, chắc mày nghĩ mà mày là một anh hùng, mày có công với đất nước, mày được người ta kính trọng, chắc trong đầu mày á, cái tư tưởng bệnh hoạn của mày á nó như vậy, thấy không? Mày nhìn lại đi, mày là ai? Nhìn lại đi Hùng nha, nhìn lại xem mày là ai. Như tôi đã từng khách chuyện tân tôi khách mỹ hữu trách, tôi khách đạo của quân, tôi khách mà tôi khách là... Cái đó là mẹ bên bển tụi bay ăn chia với nhau không đồng. Cái đó là cái đám phản động tụi bay nghiêng. Đừng có nhắc đến những chuyện đó, tao đã nói rồi. Mày không phải là cái nhân vật gì đó nó quá quan trọng cho đất nước này đâu nha Hùng. Thế là tôi nói rất rõ như vậy chứ tôi không ngại làm sao. Tôi phải nói làm sao ơi, không, tôi không phải nói làm sao. Tôi khách là nói là mắt nhắn chậm mà tôi đã đụng độ với Hồ Tránh. Thôi tôi biết tân, công khai, biết bao nhiêu cơ quan truyền thông tôi nói tôi khách. Trời ơi, ghê chả. Thì nhờ những cái thứ này, anh Hùng mạnh với chẳng. Làm sao cho tôi ít nhất là có sự để trọng, còn cỡ gì đó là tôi khách. Anh Hùng mạnh với chà. Anh Hùng mạnh với anh Hùng hả? Anh làm cái đó, cái công lao của anh là lập công cho ai anh Hùng hả? Anh đấu tranh với cái đám đó là anh đang lập công cho ai anh Hùng? Đi giành mạnh thực quân đúng không? Kiếm tiền ăn đúng không? Giành không được hết đất diễn rồi gom tiền mạnh thực quân hết được rồi đúng không? Thì mới về đây. Nó vậy đó. Dạ vậy đó. Chính sách nhân đạo của nhà nước Việt Nam là nó vậy đó. Gặp bên Trung Quốc hay là Triều Tiên hay là bên các nước Đông Âu, Tây Âu, Tây Á rồi này kia nó bập anh rồi, thấy không? Anh đấu tranh với mấy cái đám đó, anh có công gì với đất nước này hả? Tụi mày ăn chia không đồng với nhau, tụi mày đi chửi lộn với nhau, cấu xé với nhau, tao nói thẳng luôn, như một cái đám con bốn chân á, dành cục xương á, hiểu chưa? Có gì đâu danh dự đâu mà lên mạng mà la trời. Xả tên đoạn nghe nãy nói chuyện mệt quá. Của bà nhưng tôi không ủng hộ những lời nói phát ngôn ngạo mạn, điên cuồng của bà coi thường người này coi thường người đó. Xem thường bà Hằng phát ngôn ngông cuồng ngạo mạn điên cuồng. Không tranh luận thứ nữa tôi làm thiện nguyện, nhưng cái thiện nguyện đó nó không thể nào bào chữa cho việc mà mình phát ngôn bừa bãi, mình coi thường nhà nước. Ê, bà Hằng mới làm từ thiện là từ năm 2014 rồi mày.
Nhưng mà bà Hằng vừa rồi sai phạm, công an cũng bắt bà vậy. Mày thấy chưa? Đâu phải bà Hằng bà lợi dụng việc làm từ thiện, bà muốn nói gì nói, muốn làm gì làm đâu. Mày nên nhớ, mày mở cái não mày ra nha Hùng. Mở cái não mày bự ra chút xíu. Bà Hằng cũng như bao nhiêu công dân khác thôi, và mày cũng vậy thôi. Mày đang xúc phạm bà Hằng trên lãnh thổ đất nước Việt Nam, mày phải trả một cái giá thật đắt trước pháp luật. Rồi tao để xem coi mày có bị cơ quan chức năng mời triệu tập lên theo cái đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng không nha. Rồi mày để mày xem, mày xem tao nói coi có chính xác cái mày không nha. Bà làm sao bà bị dân mà đi tù được, nói chuyện giỡn à. Còn cái đám YouTuber muốn đi nịnh bà, đi đồng tiền thì cũng tha hồ. À, cái đám YouTuber đi nịnh bà vì cái đồng tiền cứ tha hồ chứ. Vậy mà lúc trước có một thằng chó nó nịnh á, nó nịnh mà cái mặt không ai thèm nhìn á. Biết sao không? Tại đó là thằng phản động, nó nịnh nó, người ta không thèm nhìn. Chứ người công dân Việt Nam ta nịnh được hết trơn à. À, còn mấy phản động nịnh là tiền đó không cho, không cho mấy phản động nịnh được. Phản động nịnh là rất nguy hiểm. Nó nịnh là nó cũng ghê đó, đi thăm ông Minh Tệ, kéo anh xuống đường, âm mưu lật đổ chính quyền đó. Nó nịnh là như vậy đó. Tao nịnh đó, tao nịnh mấy năm nay nè. Tao nịnh mà nhiều người thương tao lắm, không phải như cái mặt của mày. Thấy không, cái mặt mày nịnh ai cũng chữ chứ. Bây giờ mày thử từng lễ, mày đừng có nói về bà Nguyễn Phương Hằng coi. Mày thử từng lễ coi, thử coi cái kênh mày nó thê thảm đến cỡ nào. Mày thử đi, mày thử từng lễ thôi, mày đừng có nói về bà Hằng. Mày cũng đói, mày đeo bám bà Hằng, mày kiếm view, kiếm like. Một ngày mày đăng 6 cái video mà mày đi nói về YouTuber nịnh. Mày cũng đeo bám theo tên tuổi người ta. Ở Việt Nam là biết ta dùng cái từ gì không? Bám bẫy đàn bà. Hiểu không? Bám bẫy đàn bà, nói cho mày biết. Để nhiều khi mày không hiểu cái văn hóa Việt Nam, cái vùng miền đồ này kia, tao nói gì? Bám bẫy đàn bà. Còn tôi là thằng mặt. Tôi đã từng nói rồi, tôi ủng hộ những việc thiện của bà, nhưng tôi không ủng hộ những lời nói phát ngôn ngạo mạn, điên cuồng của bà, coi thường người này, coi thường người đó, làm khinh miệt chính quyền như vậy, tôi không đồng ý. Tôi đã từng nói trước khi mặt. Bà Hằng nào không khinh miệt chính quyền mày? Mày nói đó mày bậy quá Hùng ơi, nó sai lắm mà. Khinh miệt chính quyền là chỉ có cái đám phản động thôi, chứ mày nói cái đó là mày sai rồi đó. Mày nói cái đó là mày xúc phạm người ta lắm rồi đó. Cẩn thận mờ mép mày á. Tao sợ mày là đi đó, mày coi chừng mày đi luôn đó. Khi bà đi tù, trong lúc bà đi tù và sau khi bà đi tù, tôi muốn ngăn chặn bà cái chuyện này thì bà muốn quýnh tôi bao nhiêu cũng được hết, tôi đâu có ngại. Đồng tiên không? Bà Hằng đâu có gọi cái mặt chó mày đâu. Bà Hằng đâu có gọi tên cái mặt chó mày đâu mà lên mày chửi bà hoài. Từ ngày 19 tháng 9 đến giờ đó, tao nghe đâu quá đâu có nhắc tới cái mặt chó của Hoàng Duy Hùng đâu. Là mày chỉ lên mày chửi người ta không à. Sao ngộ vậy? Mày kỳ vậy? Phải chứ YouTube nói qua nó lợi với mày á, mày lên mày chửi người ta thì tao không nói. Bà Hằng có đâu có đụng chạm từ đường nhà mày đâu. Mày thấy lưu ý đi nha, lưu ý cho cẩn thận. Bà Hằng có đâu có đụng chạm mày đâu. Mà sao tính mày kỳ quá. Mày giống mấy thằng thần kinh leo gạo trốn chạy quá. Không nhắc tên bà Hằng mày đói hả? Nhà không có gạo nấu hả Hùng? Kỳ vậy trời, cái thằng này nó kỳ cục chứ. Ok, của bà chữ. Nhưng mà bà làm như thế thì người ta càng nghi ngờ là bà của ma chứ bác. Từ thiện để che giấu cái gì đó. Cái đó là mày. Cái đó là cái tư tưởng bệnh hoạn của mày. Chứ mày đừng có đổ qua cho người khác nghi ngờ. Không ai nghi ngờ hết trơn á. Tiền công ty doanh nghiệp người ta, chính quyền Việt Nam này không có ngu hơn mày. Mày hiểu chưa? Hả? Bà Hằng mà sai trái liên quan đất đai này cái đó tao bế lâu rồi. Không chờ tới mày, 18 tháng rồi, gia hạn tạm giam 18 tháng. Tao điều tra nhiều thứ lắm nha, đừng có xạo, mày bớt xạo đi Hùng ơi. Tao nói mày xạo gì vừa thôi. Mày nói tiền của bà Hằng giữ, không lẽ đưa cho mày? Hả? Tiền bà Hằng không giữ chắc đưa cho mày. Bây giờ 401 tỷ trong quỹ hằng hữu kìa, thôi tao thấy mày đến mày mổ não đi. Tao thấy cái bảo mày, gia đình mày nên đưa mày vô cái quỹ hằng hữu mổ não đi. Chứ tao thấy cái não mày nó kỳ lắm rồi đó. Nói chuyện tao thấy mày lên cơn lắm rồi đó. Không có giữ được cái cảm xúc á, không có kiềm chế được cái bản thân á. Nói chuyện mà với cái tính chất hung hăng quá trời hung hăng à. Mấy cái mắt từ thiện để che giấu một cái gì đó thì bà không có gì chung tin, tôi không biết. Nhưng mà cách làm đó dễ cho. Không biết mà nói, dùng cái thằng xạo. Mấy cái thằng xạo không biết mà nói theo cái đám trên mạng không à. Dùng cái thằng xạo. Để cho người ta, tôi sẽ suy nghĩ. Mày qua mày nói vợ chồng của con thị lũ á mày. Đi kêu gọi từ thiện á,
nó cũng hô hào nó tới quay phim chụp hình, nó không cho đó, tự tụi nó bia tụi nó luôn, cho kiến ăn nó cũng quay phim chụp hình nó đưa lên đó mày. Nó tự nhiên người ta làm từ thiện cái tụi bay không cho người ta nói, giống cái con Hoa hậu Đầm Lầy với Sóc Trăng á, nó làm từ thiện nó khoe mà bà Hằng làm từ thiện bà Hằng khoe nó không cho. Cái đám tụi bay ngộ thiệt chứ, làm như tụi bay ganh ghét bà Hằng, tụi bay ăn không được người ta tụi bay tức chứ sao. Mày nói hở cái mày đưa Đức Giêsu đưa Chúa đâu vô mà làm như mày không học hỏi được cái gì từ kinh thánh hết trơn. Tôi cũng con cháu họ Đạo nữa nè, bên ngoại tôi ra ngoại tôi là đạo Công giáo không nè, bên nội tôi là đạo Phật từ đó cho mấy đời, bên ngoại tôi đạo Công giáo bao nhiêu đời, hai bên là quý khán giả. Nhưng mà mình ít nhiều gì mình cũng phải trân trọng. Tôi nói quý khán giả, một đời là một đạo, quan trọng là chúng ta có cái đạo đức nữa. Nhưng mà thằng này mở miệng ra cái lôi Chúa Giêsu, mở miệng ra cái lôi Chúa ra, nhưng mà cuối cùng là quý khán giả thấy một cái thằng lương lẹo, thằng lưu manh, thằng ba trợn là Hoàng Duy Hùng này. Ông Trăng Quang không phải chửi cái thằng Hoàng Duy Hùng là thằng lưu manh, thằng ba trợn mới đúng. Chứ chửi ông Minh Tệ là nó không có phù hợp, nó thẳng luôn. Cái chuyện đó của bà, mà bà cứ minh hoan, mất phước là đương nhiên bên Phật giáo. Nhưng mà nó còn có thể che đậy một tấm gương nào đó, đó là đánh tranh. Có bằng chứng không? Thì tôi nói những gì mà tôi cần nói, mà tôi đã nói xong rồi. Vậy thì đối với tôi, người phụ nữ kia, người phụ nữ mà bà Nguyễn Phương Hằng gọi là Việt Tân á, thì tôi không tin. Tôi có quyền không tin và tôi có quyền nhận xét của tôi, và tôi có quyền lên án hành động mà tôi cho rằng đó là hành động lương lẹo và lưu manh của bà Nguyễn Phương Hằng. Còn ai tin bà Nguyễn Phương Hằng thì cứ tha hồ, muốn quýnh tôi bao nhiêu cũng cứ tha hồ. Và bà Nguyễn Phương Hằng cảm thấy tức tôi gì đó, quýnh bao nhiêu cũng tha hồ. Cộng tác với người cũ thù, cũ thù của tôi bên phía ngoài như vừa rồi đó, đó đã đây chắc YouTube người ta tha hồ đấy. Đâu cái thằng xạo, nó nói là nó không tin là quyền của nó có quyền nhận định. Mày nhận định gì mẹ ơi, mày quy chụp. Mày nói bà Hằng đó là gài người phụ nữ nó vô làm dê tới thằng, chứ mày đừng có nói mày không tin. Cái việc người ta không tin là nó khác, còn cái việc của mày, cái cách ăn nói chuyện của mày á, là cái cách mày quy chụp. Mày là một cái thằng xảo trá, một cái thằng lương lẹo nha, phải nói mày luôn. Mà cái thằng gọi là, phải nói là dốt nát không có học thức đó, là thằng này nè, chính xác luôn. Tại vì nó không học cái văn hóa lịch sử của đất nước, phải không? Không đọc đạo đức con người, nhân cách con người Việt Nam như thế nào, không có được đào tạo qua trường lớp ở Việt Nam, cho nên ăn nói chuyện như vậy đó, giống Hoàng Duy Hùng. Bởi vì cái việc đào tạo của gia đình, cái việc giáo dục của gia đình nó quan trọng lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Đây là cái lần đầu tiên tôi mở hết cái đoạn video nó cho quý khán giả nghe đó, để quý khán giả nhìn nhận đi, một cái thằng mà nó làm YouTube đi. Không hiểu nổi, thế gian này chưa có nào giống Hoàng Duy Hùng, khùng chưa từng thấy nào khùng như này. Ganh ghét bà Hằng đó, bà khen ông Lê Văn Tò đó, diễn đàn 2016 không nói nó đó quý khán giả, cho nên nó thể hiện một cái sự ganh tị đố kỵ, ganh năng tất cả. Và cái cách nói chuyện dẫn chuyện của cái thằng Hoàng Duy Hùng này phải nói là rất là lung manh luôn quý khán giả. Một thằng không có học thức là như vậy. Mày kêu tao là cái đám YouTube này YouTube đó, tao gọi mày bằng thằng thôi. Mày chả có gì, mày là một cái thằng dốt. Mày dốt, so với tao ở đây là mày không có tiêu chuẩn nha, không có tiêu chuẩn. Mày học ở đâu á, chứ không phải là học đất nước Việt Nam này. Mày cần học thêm nhiều cái loại văn hóa kiến thức trong đất nước Việt Nam này, và đặc biệt là cái nhân cách ứng xử nha Hoàng Duy Hùng. Thôi cuối video xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha. Do video nó cũng dài rồi, cảm ơn tất cả quý khán giả đã thương và dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh em. Kính chúc quý khán giả có một buổi sáng xem kênh vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong video tiếp theo. Bye bye.